Rồi, tiếp tục chương trình giới thiệu bonsai. Hôm nay trước khi giới thiệu cây này thì bonsai Trường Thi trời mưa râm râm, cây trăm cá trái, con gái cá duyên, đồng tiền cá lỗ. Rồi, giới thiệu với anh em một cây trăm ăn trái. Một cây trăm ăn trái rất là đẹp, một cây dáng đổ. Một cây dáng đổ và cây đang cho hoa và trái rất là nhiều. Cây rất là đẹp nha quý anh em. Mời quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa để bonsai Thi xem tổng thể cây, và xíu nữa sẽ quay chi tiết cho quý anh em xem. Một cây trăm ăn trái, cây này thì dáng đổ và bonsai đại nha. Cây này bonsai đại. Cây trăm thì chúng ta chơi cái hoa trái, chúng ta chơi cái lá nó nha. Tại vì khi cái lá non nó ra thì nó màu đỏ rất là đẹp. Khi lá non ra thì màu đỏ rất đẹp. Một cái cây trăm hàng bonsai đại. Cây đặc biệt cho trái rất là nhiều, xíu nữa sẽ quay cho quý anh em xem. Rồi, đo một vài thông số cho quý anh em xem. Rồi, đo tổng chiều cao tính từ phần đổ lên tới tới đỉnh ngọn là nó tầm khoảng 1m2. 1m2 nha quý anh em. Rồi, tổng tán theo chiều ngang. Tổng tán chiều ngang là khoảng 75 quý anh em, khoảng 75 nha. Đấy, rồi. Để mình xem thì tiến lại quay cái phần chân đế cho quý anh em xem. Rồi, để quay cái phần đế cho quý anh em xem trước. Cây này thì cái đế này thì nó chìm nha quý anh em, tại vì khi lúc chúng ta dâm cây này giúp khai thác về thì chúng ta dâm vào nó hơi sâu đế. Nhưng cái hoành đế tại vị trí này nè, hoành đế tại vị trí này nó là tầm khoảng 38 nha. Hoành cái bộ nu đây, cây này đang lên nu nè. Tại vị trí này nó lên xù giống như cây mai vàng vậy. Đấy. Hoành cái này là khoảng 38. Và cái hoành thân, hoành thân hai thân này thì nó tầm khoảng 13. Đây khoảng 14, đây khoảng 13. Đấy. Thì cái cây này có một cái bộ chi cành khá là ấn tượng. Đấy. Hoàn toàn là rất là thiên nhiên nha. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Rồi, để giới thiệu với anh em cái trái của cây. Trái của cây nha. Thì cây này là hiện tại đang có trái, và những cái mùa này, trái mùa này là những cái mùa trước rồi. Đây, những cái mùa trước nha. Rất là đẹp. Cái trái thì nó cũng chuyển màu, như cái màu này thì nó màu đỏ đỏ hồng nè, rồi sau đó nó sẽ chuyển hoàn toàn qua màu đen, thì khi mà trái đã chín thì chuyển hoàn toàn sang màu đen. Thì cái dòng cây rừng thì trái chơi rất bền. Cây này chúng ta chơi từ khi mà hoa đến khi rụng trái thì cũng tầm trồng 2 tháng nữa nè, mà nó ra cũng rất là nhiều lứa hoa. Như đây là hoa đang tiếp tục nở nè. Đây, và cái trái hoa dưới đây rất là nhiều. Đây quý anh em, rất là đẹp nha. Lá thì nó còn nhỉnh hơn lá xanh một chút thôi, nó còn lớn hơn cây lá cây xanh một chút thôi. Đây, phần ở dưới này ra hoa rất nhiều nè. Đấy. Cái một cái chủng loại cây mà cũng gắn rất là nhiều với cái tuổi thơ của quý anh em ở xứ miền Trung. Có trong một cái bài thơ, một cái bài về khá là hay, khá là ý nghĩa. Cái phần này thì nó ra hoa rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn anh em. Đây, khi mà nó ra hoa nó nở thì nó sẽ đậu trái liền nha. Rất là đơn, nắp nó rất là dễ dòng cây rừng. Ôi, cái cành đây rất là nhiều trái nè, rất nhiều hoa mà chuẩn bị đậu trái nè. Thì cái dòng này thì chúng ta chơi cái lá, chúng ta chơi hoa, chúng ta chơi trái. Như cái chùm này thì nó cũng đang chuẩn bị nó nở hoa nè, cây đang ngày mai nở nè. Đây thì nó nở vào sáng sớm rồi. Và chúng ta chơi được cái lọc nha. Đây là lọc của cây. Lọc của cây. Khi mà nó ra lọc non thì nó màu đỏ rất là đẹp. Rất là đẹp quý anh em. Cây này chúng ta về chúng ta trưng bày, chúng ta trang trí trước bậc thềm của một ngôi nhà thì rất là đẹp. Rất là ý nghĩa nha. Này quên em. Đẹp nha, một cái cây trăm. Một cây trăm.
trái, anh trái cầm trong anh trái. Cây này là ngày xưa là người ta lên rừng người ta hái cái trái này về người ta bán ở chợ với em. Nó giống như là cây sim vậy, người ta hái trái sim, hái trái trong về người ta bán ở chợ. Thì những cây này thì nó còn mang ý nghĩa, nó gắn liền với cái kỷ niệm ở quý anh em ở cánh miền Trung. Rất là đẹp. Rồi kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Mời quý anh em xem tổng thể cây. Thì những cây này tương đối bên sàn thi làm kỹ nha, quay một cuốn video tương đối kỹ một chút để quý anh em xem. Chúng ta có thể là chúng ta tham khảo, chúng ta có thể là chúng ta xem để giải trí nha. Rất là đẹp. Thì quý anh em quan tâm thì gọi điện trực tiếp, số điện thoại cũng là số Zalo bonsai thi để trên màn hình. Quý anh em giao lưu thì chuyển khoản trước cho bonsai thi khoảng 3 triệu để bonsai thi có kinh phí đóng kiện, tại vì những cây này thì nó rất là nặng tiền ship, cho nên quý anh em thông cảm chuyển khoản trước cho bonsai thi 3 triệu để bonsai thi đóng kiện ship cây. Cảm ơn tất cả quý anh em đã xem video. Rồi, xin cảm ơn và xin chào.